Năm nay con ngoài 50 tuổi. Từ khi con ngoài 20 tuổi, con được mẹ con kể lại, mở ngoặc đơn, mẹ con cũng nghe người khác kể lại, đóng ngoặc đơn, là Đức Phật Thích Ca thuở trước khi thành Phật cùng tu với Bồ Tát Di Lặc. Khi hai ngài ngồi thiền, Đức Phật Thích Ca có mở mắt thấy bông hoa xương rồng của ngài Di Lặc nở hoa. Ngài Thích Ca ngắt bông hoa đó đặt lên cây xương rồng của mình. Vì thế nên ngài Thích Ca thành Phật trước, sau đó đọc kinh, con hiểu không phải là như thế. Nay nghe thầy giảng pháp về tội vọng ngữ, mở ngoặc đơn, con không biết vì sao ai đó lại kể cho mẹ con nghe như vậy, đóng ngoặc đơn. Vậy con và mẹ con giờ phải làm thế nào để thoát tội vọng ngữ đó ạ? Lời vọng ngữ này theo kinh Địa Tạng sẽ phải đọa địa ngục A Tỳ. Con hoang mang lắm ạ, kính xin thầy hoan hỷ ban cho con lời khuyên, con cảm ơn thầy ạ. Cái này thì chúng ta biết rằng ở trong Phật pháp thì không bao giờ có cái chuyện như vậy. Nếu mà chúng ta biết là nếu mà Thích Ca Mâu Ni Phật mà còn khởi một cái tâm mà gian dối như vậy với bạn mình, bạn đồng tu của mình là Bồ Tát Di Lặc, thì chắc chắn rằng không bao giờ mà Đức Phật đã thành Phật được. Cho nên cái này là cái chủ thuyết của ngoại đạo, họ đi họ tuyên truyền để họ làm giảm cái uy tín của đạo Phật chúng ta. Vì Phật tử này nói rằng trước thì nghe mẹ kể lại câu chuyện đó, và mẹ cũng nghe qua người khác kể một cái truyền tai nhau như vậy. Thì cái này thì thầy cũng khi mới xuất gia thì cũng nghe một số các Phật tử họ hỏi câu hỏi nó tương tự như thế, và họ nói rằng như vậy có đúng không. Và thậm chí có người nói rằng có Phật tử họ đang tu theo Phật Thích Ca rồi, khi họ được nghe câu chuyện đó và họ nói rằng vậy tức Đức Phật Thích Ca là người gian dối, cho nên họ không tin nữa và họ đi theo một tôn giáo khác họ học đó. Thì đây cho nên là đây là những cái gọi là cái gọi là cái bẫy của ngoại đạo, những kẻ xấu họ muốn chia rẽ sự đoàn kết Phật giáo cũng như là cái tín tâm của tín đồ Phật tử chúng ta, là chúng ta cần phải rất phải cẩn trọng. Thì Phật tử này hỏi rằng nay thì được nghe giảng kinh và đọc kinh Phật Thích Ca thì mới thấy rằng cái lời nói ấy là sai, phạm vào tội vọng ngữ. Nên nay thì Phật tử được nghe kinh Địa Tạng, cho nên thì thấy kinh Địa Tạng nói cái tội đại vọng ngữ như vậy sẽ đọa ngục A Tỳ, cho nên nay Phật tử này rất là hoang mang. Để xin là thầy hoan hỷ cho lời khuyên. Thì với cái điểm này thì thầy cũng xin chia sẻ như thế này. Khi chúng ta chưa biết thì cái điều đó thì gọi là cũng không phải là cái tội lớn, tội đó có thể sám hối được. Điều quan trọng bây giờ chúng ta học Phật, chúng ta biết rồi mà chúng ta vẫn cố tình để đi tuyên truyền, đi bôi xấu đạo Phật và đi chia rẽ này, nội bộ của đạo Phật chẳng hạn, nội bộ tôn giáo của đạo Phật chẳng hạn, giữa tăng với tăng, giữa tăng với ni, hoặc ni với tăng, hoặc là tăng ni với Phật tử, vân vân chẳng hạn. Đã như thế thì mới gọi là vọng ngữ, đại vọng ngữ, đọa địa ngục A Tỳ. Còn nay chúng ta chỉ nghe người khác nói xong chúng ta cũng đi kể lại thôi, thì đấy là do chúng ta gì trong nhà Phật gọi là vô minh. Vô minh tức là gì? Do kém hiểu biết, mình chưa được học đến cái đó thì cho nên mình nghe thế nào mình đi nói như vậy, gọi là không có chính kiến. Thì cái tội đó cũng có nhưng mà nó ít thôi. Mình đem công đức tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, bỏ ác làm lành, lấy những cái hành thiện hàng ngày đó để hồi hướng thì cái tội đó sẽ sớm được tiêu trừ thôi. Phật tử thầy cũng khuyên Phật tử cũng không nên hoang mang và lo lắng thái quá mà nó làm ảnh hưởng đến cái sự nghiệp tu hành của mình. Cho nên thì chúng ta biết là Phật nói là tội từ tâm mà sinh, phúc cũng từ tâm mà sinh. Nếu chúng ta lúc nào trong tâm cũng buồn phiền, hoang mang, lo lắng về một cái điều nào đó thì đó chính là tội đấy. Đó chính là ác đấy. Đó chính là khổ đau. Và cái nhân ác, nhân khổ đau đó sẽ dẫn chúng ta đi vào nơi đọa xứ, tức là ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ngay sau khi xả bỏ báo thân. Còn báo thân thì Đức Phật nói người đó đã khổ đau rồi thì khi xả bỏ báo thân chắc chắn thì sẽ rất khó để thoát ra khỏi ba đường ác đạo. Cho nên á, nay các Phật tử chúng ta tu hành là cần phải hết sức là tỉnh táo và dụng cái tâm làm sao đó để chúng ta phải
buông xả được. Các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa nói pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp, tức là chính pháp còn phải bỏ huống chi là phi pháp. Đến một lúc nào đó chúng ta tu hành cái chính pháp còn phải bỏ huống chi là phi pháp. Trong kinh Đức Phật lấy cái ví dụ giống như người qua sông, cưỡi con thuyền qua sông, khi qua sông rồi thì chúng ta không cần nữa, thì đến bên kia bờ sông đạt được cái đích của chúng ta rồi, thì chúng ta có vác theo cái thuyền thì làm cái gì cho nó mệt mỏi nhá, hoặc có lôi nó đi trên bờ đi đâu cũng lôi nó theo, có khi vác nó theo á, thì người đời họ thấy như vậy họ sẽ bảo chúng ta là kẻ ngu vậy đó. Có đi chăng nữa thì chúng ta cũng neo đậu nó lại ở dưới bến thôi, chứ ai vác con thuyền đi theo, sang đến bên kia rồi thì thôi ai vác con thuyền đi theo nữa. Cho nên ở đây gọi là chính pháp một lúc nào đó còn phải bỏ huống chi là phi pháp ở chỗ đó, tức là gì, mình không học Phật, mình không đắm chấp vào gì, vào lời dạy của Đức Phật ở trong kinh để mà gì, mà chấp tướng và chấp pháp. Chấp pháp thì cũng khổ chứ không phải là đơn giản đâu, mà người chấp pháp ấy, thì sẽ hay sinh được cái tâm là rất là khó để có thể giáo hóa lay chuyển họ. Khi mà họ đã tu tập một cái pháp nào đó mà không may họ đi sai đường lạc lối ấy, thì chúng ta rất khó để hướng cho họ quay trở lại được. Mà thậm chí là khi họ chấp pháp rồi ấy, họ cho cái pháp của họ là trên hết, pháp của họ học được là trên hết, pháp của người khác là gì, là yếu kém, hoặc rằng là tà pháp, thậm chí là còn cho là tà pháp nữa, vân vân. Mặc dù có thể cũng chỉ cùng là Phật pháp đó, nhưng mà họ lại khởi cái tâm như vậy. Cho nên ở đây thì thầy khuyên Phật tử này cũng không nên quá bận tâm lo lắng hỏa vang mang làm cái gì vào cái điều đó, vì điều đó là việc từ trước kia mình chưa học Phật, mình nghe thấy từ người này truyền người khác như vậy. Thế bây giờ thì mà thôi, nhất tâm sám hối đi, tụng kinh niệm Phật đi là hết thôi, không phải suy nghĩ về cái chuyện lo lắng đó nữa. Câu thứ hai trong buổi Phật pháp vấn đáp kỳ 15 ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng: con bạch thầy, cách đây đã 5 đời, khi đó cụ con mất và sau khi đó thay nhà mới, biết mộ cụ là mộ kết, gia đình không biết nên vẫn thay nhà cho cụ. Sau đó gia đình gặp nhiều tai ương, đặc biệt là năm đời nay, năm nào cũng có người chết trẻ dưới 30 tuổi hoặc dưới 50 tuổi. Các con trai trong gia đình không thành đạt, hoặc thành đạt rồi lại đổ vỡ, dở dang. Nhà con là trưởng họ, ảnh hưởng nhiều hơn dòng thứ. Đời ông, con có 5 anh em trai ông con có một con gái rồi mất, hai em trai cũng mất rất trẻ, một con trai của ông con lấy vợ thì không có con. Đời bác con, bố con, anh em đều bị mất hai con trai rất trẻ. Giờ gia đình con cần phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh đau thương này ạ? Con kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho gia đình con ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Cái này thì thầy cũng đã nghe. Ngày xưa thì đi học, khi còn đi học cũng nghe một số các quý thầy lớn, các hòa thượng thượng tọa cũng kể về cái chuyện mà gọi là mộ kết. Mà cái mộ kết thì cái này thì cũng có rất nhiều cái cách mà gọi là mộ kết, hoặc là mộ kết giữ nguyên thân thể. Có khi mộ kết là có những ở trong đó người ta nói là có những cái kiểu như cái váng, cái kiểu như cái nó lên là cái vàng vàng, hoặc là trắng, hoặc là đỏ, hoặc là ngũ sắc, vân vân. Nó răng kín ở trong cái quan tài mà cái thân thể của người mất kia là không có hôi thối, không hôi thối, hoặc là còn bộ xương, hoặc có trường hợp là còn cả tấm thân luôn. Đó, cái trường hợp này ngày xưa ngay các cụ cũng kể rồi. Vì sao mà lại có cái chuyện đó xảy ra? Ngày xưa thì chúng tôi đi học thì nghe cố hòa thượng viện chủ Hương cụ cũng nói, và một số các vị hòa thượng thượng tọa cũng nói về cái vấn đề đó. Thì cụ hòa thượng viện chủ Hương ngày đó ngài giảng, ngài nói là đấy là do cái thứ nhất là cái gia đình đó chôn cái người thân của mình ấy, trúng được cái gọi là cái long mạch, trúng được cái long mạch gọi là cái huyệt mạch. Nó nói theo phong thủy người ta gọi là chôn trúng cái long mạch, cái huyệt mạch rất là tốt, nó có cái sinh khí rất là tốt, cho nên nó khiến cho cái thân thể của người mất kia là không bị hoại tử, hoặc là nó tiêu hết thân thể nhưng mà cái xương không tiêu. Và đặc biệt đó, nó lại kiểu như mình nói nôm na là có một những cái loại nấm nó mọc lên,
Cái nấm này không phải là cây nấm như chúng ta ăn đâu, mà nấm này nó phủ kín ở trong đó, hoặc là trắng, hoặc là đỏ, hoặc là gì, hoặc là hồng, hoặc là ngũ sắc, vân vân. Đó thì tùy theo. Như vậy họ gọi là gì? Mộ kết. Mà cái thứ hai, nó cái thứ hai gọi là mộ kết đó là nó cứ đùn lên càng ngày càng to. Càng ngày càng to ra, mộ càng ngày càng to, mà trong khi đó không có mối đùn, không có gì cả. Không có một tí mối đùn nào cả, nhưng mộ thì càng ngày càng to ra. Thì đấy cũng là một cái cách mộ kết thứ hai. Đó là nó đùn càng ngày càng to nhưng mà không đắp đất, cứ to ra. Không biết đất ở đâu mà tự nhiên là cứ to ra như vậy. Thì cái này thì các cụ ngày xưa nói rằng đó là chôn vào những cái huyệt mạch, những cái long mạch, cho nên thì nó tốt như vậy. Nhưng tuy nhiên các cụ hay nói là gì, khi mà chôn vào cái nơi đó rồi nhưng mà gia đình dòng họ đã có đủ phúc để hưởng hay không? Nếu không đủ phúc để hưởng, cả gia đình và dòng họ không đủ phúc để hưởng á, thì tự nhiên nó xuống đây, có khi mình sùng sục lại đi đến để đào, để bới hoặc để chuyển đi. Cho nên cái trường hợp này thầy cũng gặp một hai trường hợp ở dưới gần dưới Mỹ Đức có một trường hợp mấy năm trước cũng lên kể với thầy cái câu chuyện tương tự như thế này. Sau khi mà bới lên sang cát mà thấy cái chuyện đó thì gia đình không biết, dòng họ không biết, cái cố tình làm xong một cái thì đúng là cả cái dòng họ cũng chật vật, người thì chết, người thì bệnh, người thì tai nạn giao thông, người thì đi làm thì mất của, người thì đang quan chức nhà nước thì bị kỷ luật, vân vân. Nó nhiều những cái mà họ không thể nào mà lý giải được. Trong một cái thời gian ngắn 1-2-3 năm như vậy, cả cái chi họ, cả cái dòng họ ấy đều là lụn bại cả. Thì họ đến hỏi tôi thì ngày đấy thì tôi đều hướng cho họ là thôi bây giờ chuyện nó qua rồi, muốn lấy lại không thể lấy được nữa. Bây giờ thì phải đã cất đi rồi, bây giờ mang để đặt vào đấy cũng không được nữa. Có đặt lại vào đấy, bây giờ cất đi rồi, bây giờ mang vào đào bới đất lên, đào vào đấy, đặt lại không thể được nữa. Cho nên thì tôi mới khuyên là thôi thì cái điều quan trọng nhất là bây giờ là lo để siêu độ cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ, sớm được thoát khỏi ở cái cảnh giới cõi âm, sớm được sinh cõi nhân thiên, thậm chí là sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, hưởng phúc báo thọ mạng vô lượng, sớm trở thành một vị Bồ Tát tu hành tu nhân tích đức, phổ độ chúng sinh, mau thành Phật quả để phổ độ chúng sinh khắp mười phương thế giới, thậm chí là gì, để quay về độ cho chúng ta cũng sớm được giải thoát. Thì đó mới là cái người học Phật, mới là cái người con hiếu thảo nhất, mới là cái người học Phật chân chính nhất đối với cõi Nam Thiệm Bội Châu chúng ta này. Cho nên là cái trường hợp này thì thầy cũng khuyên là bây giờ thôi, cả cái chi họ dòng họ này này, nếu mà ở gần khu vực Hà Nội này thì đến hôm 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch này có cái Đại Pháp Hội Quan Âm Tam Thời Niệm đến mà làm lễ cầu an cho cả cái chi họ này. Thậm chí nói là có một cái trường hợp lấy vợ không có con này, nếu mà tuổi dưới 50 hoặc thậm chí 55 trở xuống thì vẫn có thể làm lễ để cầu con được. Thì cứ thử đi, nhiều người, nhiều gia đình, nhiều cặp đôi họ làm được lắm. Thì trong Pháp Hội Quan Âm này thì mỗi năm chỉ có 2 Pháp Hội thôi, thì già nửa năm mới có một lần, từ tháng Giêng cho đến giờ, cho đến tháng 9 mới có một lần. Cho nên thì thầy khuyên là Phật tử này nên nói với các cụ trong gia đình và trong dòng họ, trưởng chi họ để đóng bè tập phúc cùng nhau lên để làm lễ. Thầy cũng nói luôn là lên làm lễ ở chùa Khai Nguyên không phải lo đến tiền, mà cũng đừng có phải hỏi nhà chùa là hết bao nhiêu tiền, vì đến chùa Khai Nguyên là gì? Là ngôi chùa để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử. Cho nên đến đây thì như về nhà mình, đừng có hỏi là bao nhiêu tiền. Nếu có điều kiện thì mỗi một ngày chúng ta làm lấy 3 mâm cơm chay, cúng Phật, cúng Tổ và cúng các cụ vong nhà mình. Nếu không có thì mua cân hoa quả cũng được. Mà không có cân hoa quả thì cốt là đem đầu đến, thì đem thân thể và gì, đem cái tâm đến mà gì mà lễ Phật là được. Ở chọn cả 3 ngày là tốt nhất, không thì ở được 1 ngày, 2 ngày thì cũng được. Nhưng mà ba chọn cả 3 ngày Pháp Hội là tốt nhất. Đem cái công đức đấy mà hồi hướng, siêu độ cho các cụ gia tiên, tiền tổ, nội ngoại sớm được sinh về cõi lành. Và còn con cháu trong gia đình thì sớm tiêu trừ nghiệp chướng, được bình an, mạnh khỏe trở lại để còn đi làm ăn, rồi nuôi con, nuôi dạy cháu, vân vân. Chẳng hạn thì cái trường hợp này thì thầy khuyên như thế. Nên Pháp Hội này nên tới, ở gần thì nên tới. Người ta ở xa tít Quảng Ninh, thậm chí là ở trong miền Nam người ta còn ra cơ mà, tận trong Đắk Nông người ta còn ra được cơ mà, trên Điện Biên người ta còn xuống được cơ mà, Lào Cai, Yên Bái người ta còn đến được cơ mà. Cốt ở xuất phát ở cái tâm chúng ta, nếu muốn giải quyết được cái vấn đề tâm linh khúc mắc đó
thì bây giờ thì thôi, cái gì đã qua rồi tiếc nó không lại được nữa. Cái điều quan trọng nhất bây giờ là hướng tới tương lai và làm cái gì cho tốt cho cả người âm và người dương. Thì trường hợp này thầy khuyên là trong 3 ngày pháp hội tới đây, cả cái chi họ này nên đại diện cử nhau đến, mỗi một nhà một người hoặc hai người gì đó để đến và gì mà lễ suốt 3 ngày đó là quý nhất. Cứ lễ xong đi sẽ thấy cuộc sống thay đổi hẳn. Theo pháp hội đi cuộc sống nó thay đổi hẳn. Mà chỉ có những người đi theo về thì tự gia đình mình cảm nhận thôi. Thầy cũng không thể giảng nó thay đổi ở mức độ nào. Thay đổi mức độ nào là tùy tâm của các quý vị. Có thành tâm để theo suốt cả 3 ngày. Mà 3 ngày đó có thể có nhất tâm để tụng kinh niệm Phật hay không? Hay là đi lảng vảng ở ngoài sân? Vẫn ở trong chùa, vẫn đến chùa, vẫn ở ngoài chùa. Nhưng mà ngồi lảng vảng ở ngoài sân đó, thì cũng gần như chả được công đức gì. Lảng vảng bỏ tay ra sau lưng mà đi ngắm cảnh á. Đến bữa đi ăn cơm, ăn xong rồi đi ngủ, xong hết 3 ngày rồi về thì đến chùa như vậy thế mới chả giải quyết được vấn đề gì. Cho nên đem thân đến nhưng phải đem cả tâm đến. Cái tâm đó là sao? Cái tâm thành kính đối trước Tam Bảo Phật Tiền, đối trước đàn tràng chư tôn đức tăng ni và đại chúng, cùng nhất tâm mà lễ Phật, niệm Phật, sám hối, tụng kinh. Nếu có điều kiện thì phóng sinh tu phúc, sắm sửa trai tăng để cúng dường Phật, cúng dường gia tiên tiền tổ nhà mình. 3 mâm cơm thì cũng không nhiều, mỗi mâm cơm có 200.000, 3 mâm cơm thì 600.000, nếu làm cả 3 ngày thì hết 36-18, hết 1.800.000, nếu làm 1 ngày thì hết 600.000, nếu mà không có điều kiện làm 1 ngày thì cả 3 mâm thì là 1 mâm cũng được, nếu không có điều kiện làm 1 mâm thì mua cân hoa quả cũng được, không có điều kiện cân hoa quả thì đến người không được. Đó, thế xin nhắc lại cái điều đó. Cho nên nhưng mà điều quan trọng là cốt ở cái tâm, phải theo lễ được thì mới giải trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn được. Không cứ bảo là cũng đi lễ, ví dụ như trong quê thầy, trong Hòa Bình hôm trước có một cái gia đình là cũng trùng tang trùng phục rồi 2-3 năm nay, cũng chết đâu gần chục mạng người trong cái chi họ, chết 8 người, trẻ cũng chết, nó có 1-2 cụ già, đa số là trẻ đang khỏe mạnh, có khi là phát hiện ra bệnh vài hôm sau chết, có người đang khỏe mạnh đi trên đường thì tai nạn xe máy chết, có người ngủ qua đêm xong rồi không thấy dậy gọi cửa, mở ra đạp cửa phá ra thì đã chết mất rồi. Đó. Nó khủng khiếp sợ hãi như vậy, cầu cúng bao nhiêu không khỏi, gia đình họ hàng thì cúng hết ông thầy này đến thầy nọ cũng không được. Xong rồi có người mách ra đây. Ra đây thì thầy bảo là ra đây thì trước khi ra họ nói là gia đình nhà con mấy năm vừa qua như thế cho nên bây giờ là gì? Đi cúng đi bái là tốn kém rất nhiều, bây giờ vay mượn rất nhiều rồi. Bây giờ con không có tiền đâu. Thế bảo thôi không quan trọng. Ra chùa Khai Nguyên thì không quan trọng cái chuyện tiền nong, cái chuyện tiền bạc, mà quan trọng nhất là các cụ trong gia đình, trong chi họ có bảo nhau ra được lễ suốt được cả 3 ngày hay không. Quan trọng ở chỗ đó. Thì các cụ có bảo là gì? Bảo có. Chúng tôi lễ được. Chúng tôi lễ được, không có người ta lễ được, chúng tôi lễ được. Thế mà ra mới ở được hết ngày đầu tiên sang hết, sang thời thứ nhất, thời đệ nhất và thời thượng cúng buổi sáng. Sang thời đệ nhị một cái xong một cái thấy các Phật tử ở trong quê về, mọi người á ra về thì cũng cả họ cũng ra về luôn. Thế là bắt đầu là về lại gì, lại nói rằng á, về nó 2-3 tháng sau lại tiếp tục có một người mất nữa, thế là người thứ 9. Trong có mấy năm thế là tiếp tục người mất nữa là người thứ 9 mất. Thế là bảo gì? Đi ra lễ gì? Ra lễ chùa Khai Nguyên cũng không khỏi. Thế hôm rồi tôi về nghe các cụ mới nói, các cụ bảo là đấy cái gia đình nó ra lễ mà vừa qua về trong cái chi họ lại mất một người nữa. Thế tôi bảo là lễ như thế nào? Thế các cụ mới kể là đấy, chi họ ra mà thầy bảo lễ 3 ngày. Nhưng mà nó ra lễ rồi có một già nửa buổi sáng đến buổi chiều hết thời đệ nhị. Đến 4 giờ thấy chúng con và đoàn về thì gia đình cũng nhảy xe về hết, chả ai ở lại. Mà trong khi đi thì lúc khi đi thì mọi người ở nhà thì bảo là ra là phải nhất tâm ở hết 3 ngày thì mới về. Nhưng mà mới có thời đệ nhất đệ nhị xong mà cái đã ngày thứ nhất đã bỏ về hết rồi. Đó. Thế như vậy thì làm sao mà gọi là thành tâm được? Đấy không thể gọi là thành tâm. Mà ở trong quê ra gì? Của cải vật chất đã không có rồi để cúng dường Tam Bảo rồi, một mâm cơm chay còn không làm được. Chỉ có mua được cân hoa quả thôi. Mâm cơm chay không làm được, có nghĩa là điều kiện kinh tế nó trầm trọng đến mức độ như thế rồi. Nhưng mà thầy bảo đó, thôi cái đó thì không quan trọng, Phật Bồ Tát không có chấp và cứ phải có thì ngày mới độ, mà không có thì không độ đâu. Điều quan trọng nhất là ở 3 ngày mà nhất tâm để mà hành lễ,
đừng có lang thang ở ngoài sân sân chùa khi mà thầy và đại chúng đang làm lễ ở trong. Mình phải ngồi vào để lễ, nhất tâm để lễ. Cho nên không đọc được cũng ngồi ở trong mà lễ. Không đọc được thì cái lúc đại chúng đứng lên ngồi xuống thì chúng ta vái ra thì chúng ta vái. Hoặc đến lúc niệm Phật thì chúng ta thì cũng nhất tâm mà niệm theo, chỉ có 6 câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi chẳng hạn. 6 câu đấy mà không niệm được thì tôi không biết là nói thế nào nữa cả. Đấy, nhưng mà không trụ được. Không trụ được. Cho nên ở đây chúng tôi nói là cái tâm là rất là quan trọng. Vượt qua những khó khăn, những thói quen, ngồi lâu thì mỏi lưng. Chúng tôi biết cái điều đó. Nhất là nông thôn, các cụ đến chùa lần đầu tiên ngồi nghe thầy giảng đấy, đã 2 tiếng, hơn 2 tiếng rồi. Khóa lễ 2 tiếng nữa thì ngồi 4 tiếng đồng hồ liền. Ngồi 4 tiếng đồng hồ liền, các quý vị biết là gì? Đối với một Phật tử, đối với một người chưa phải là Phật tử mà ở nông thôn đó, họ chưa tiếp xúc với Phật Pháp bao giờ, thì đây quả là gì? Một việc rất khó khăn đối với họ. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói này, mới nói cần là cái sự nhất tâm, cần là cái sự thành tâm để mà lễ bái là như thế. Cái sự nhất tâm và thành tâm đó rất quan trọng. Chứ không phải là tiền bạc của cải là quan trọng. Ở ngôi chùa khác, ngôi chùa nào tôi không biết, nhưng ngôi chùa này tiền bạc của cải nó chỉ là phương tiện để làm chùa tô tượng đúc chuông cho các quý vị lễ thôi. Chứ còn với cá nhân chúng tôi ấy thì cũng bình thường thôi, không có gì nặng nề cả. Có thì cũng làm Phật sự, mà không có thì cũng vui vẻ, không có sao cả. Thậm chí 1-2 năm nay tôi còn không muốn tiếp khách. Các vị thấy tôi có muốn tiếp khách đâu. Vào pháp hội thì xuống là tôi đóng cửa mà. Giao cho chi khách tiếp. Ai muốn hỏi cái gì thì hỏi những cái vấn đề đặc biệt liên quan đến tính mạng. Liên quan đến vấn đề đặc biệt mà cấp bách thì tôi mới tiếp. Còn tiếp mà chỉ hỏi những cái chuyện vớ vẩn là xem ngày, xem giờ, rồi chồng con say rượu, làm thế nào để cho chồng con bỏ rượu, con là con đi đánh điện tử chẳng hạn, làm thế nào để cho nó bỏ được điện tử, vân 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 vân, hỏi những cái chuyện thế tục như thế thì tôi bây giờ là tôi ít khi tôi tiếp. May mà bây giờ thì tôi còn lại tiếp tục vì Hoằng Pháp, cho nên là chúng tôi bỏ một tuần 3 ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu trả lời trực tuyến như thế này, thì các Phật tử đưa câu hỏi lên mà ai có duyên thì được trả lời thôi, chứ còn mà đến mà bảo gặp tôi hỏi những cái chuyện mà nó không mang cái tính chất là cho tu tập ở trong cuộc sống như thế, quả thật là tôi không muốn tiếp. Vì cái thời gian chúng tôi bây giờ là nó quá bận, công việc giáo hội cũng nhiều, công việc trụ xứ cũng nhiều, mà thời gian để dành cho bản thân để tu tập một chút đó, thì cũng cần phải có nghỉ ngơi để lấy sức khỏe để tiếp tục cái khóa lễ cho ngày hôm sau. Chứ không phải là lễ xong một cái là ngồi tiếp khách từ sáng đến trưa, trên chiều, chiều đến tối là lại đi ngủ đâu, không có. Mà còn phải từ A cho đến Z. Giảng thì cũng bản thân tôi, lên chủ lễ cũng bản thân tôi. Thì chủ lễ xong xuống một cái thì đã ngoài 12 giờ rồi. Thì các vị bảo tôi làm sao mà tiếp được nữa. Ăn cơm xong một cái đã 1 giờ rồi. 1 rưỡi thì đã lại báo thức rồi. Đó. Và 2 giờ thì 2 giờ kém thì lại bắt đầu lên khóa lễ rồi. Cứ vòng suốt như vậy. Một mình thì phải lo tất như vậy. Cho nên các vị thấy này. Đến bản thân tôi bây giờ cũng không muốn tiếp khách những cái chuyện mà nó không đâu vào đâu nữa. Các vị cũng qua đây cũng hoan hỉ và thông cảm, chia sẻ cho chúng tôi, không có thì lại bảo là chúng tôi thì càng ngày thì càng kiêu thế này thế khác. Nói như thế thì phải tội chứ. Đó thì cái tóm lại là cái trường hợp này thì câu hỏi trường hợp này thì thầy khuyên là cả gia đình dòng họ tới đây tháng 9, 16, 17, 18 tháng 9 đây nên hoan hỉ. Bảo nhau phát tâm đến mà theo cái pháp hội này, cầu siêu cho các cụ tổ tiên và đặc biệt là cầu an cho gì gia đình con cháu những người còn sống đây này, thì sớm thoát đi thì cái cộng nghiệp, cái nạn chết trẻ, cái này cũng do cộng nghiệp mà ra. Nay chúng ta tụng kinh niệm Phật về nhà thì cũng nên hoan hỉ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ở tại gia đình nữa, mỗi nhà một quyển kinh mà đọc ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình á, hàng ngày á, sáng chiều tối. Nếu không được cả 3 thời sáng chiều tối thì được 2 thời cũng được, sáng tối cũng được. Nếu ngày không được 2 thời sáng tối thì 1 thời buổi sáng hoặc 1 thời buổi tối cũng được, tùy theo công việc của chúng ta. Nhưng nên có mỗi ngày 1 thời, trừ những ngày gia đình chúng ta bận bịu công việc đặc biệt thì mới tạm nghỉ một ngày thôi, thì có thể được. Nếu nhất tâm làm được điều đó thì cái vấn đề gì? Cái vấn đề mà chết trẻ cho... Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.